Xin chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay lên clip để giới thiệu với anh em một số hàng, và trước khi đi vào nội dung chính thì nói về hình thức và giá nha mọi người. Về hình thức bán hàng thì anh em có xài tài khoản thì mình chuyển khoản, còn không thì cứ nhận hàng trả tiền. Giá thì đã bao gồm phí vận chuyển. Và anh em mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì được giảm 30.000 đồng. Cách chốt hàng thì liên hệ qua số điện thoại là 0988190303, số này có xài Zalo luôn. Anh em nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp đều ok hết. Lưu ý là không chốt hàng qua phần bình luận phía dưới video nha mọi người. Còn về quỹ lá lành đùm lá rách thì mỗi đơn hàng mình trích ra 5.000 để đóng góp vào quỹ, để làm những công tác thiện nguyện, đi giúp những hoàn cảnh bất hạnh, hoàn cảnh khó khăn. Quỹ thì làm bằng cái tâm, cho nên anh em cứ yên tâm nha. Hàng hóa thì mình mô tả chi tiết, trung thực, uy tín, có sao nói vậy. Anh em thấy phù hợp thì mua, không phù hợp thì xem giải trí cho vui nha. Điều quan trọng nhất khi anh em mua hàng là xem, nghe và suy nghĩ thật là kỹ trước khi quyết định chốt hàng, và khi quyết định chốt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em xem, nghe, suy nghĩ của món hàng để như thế nào, xuất xứ từ đâu, công dụng ra sao, có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích sưu tầm của mình hay không, phù hợp với túi tiền của mình hay không, rồi anh em hãy liên hệ đặt hàng, chứ đừng có gấp nha. Nhớ là xem, nghe và suy nghĩ từ từ rồi hãy chốt hàng nha mọi người. Cảm ơn em rất là nhiều. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, mình vào nội dung chi tiết luôn nha. Đây. Trước khi đi vào nội dung chi tiết thì hôm nay có những cái áo mọi người. Và trước khi đi vào nội dung chi tiết thì nhờ anh em giúp mình cái này ha. Anh em qua cái kênh này, anh em tìm, anh em bấm vô đăng ký giùm mình nha. Vô YouTube thì bấm gõ vô Thành Được An Giang nè. Rồi anh em bấm vô cái kênh này, anh em đăng ký ủng hộ giúp mình. Tại vì cái kênh này thì mình đăng những cái việc làm từ thiện nữa. Thì quỹ lá lành đùm lá rách thì mình cũng sẽ công bố bên cái kênh này khi mà có giúp đỡ hỗ trợ những cảnh đời bất hạnh rồi đó, thì hoặc là đi hỗ trợ lằn mù rồi nè, thì mình có đăng video trên cái kênh này. Thì anh em nào thấy ủng hộ được thì vào đây đăng ký để tiện để mình theo dõi coi cái nguồn quỹ mình sử dụng như thế nào. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi hôm nay thì lấy được một lô áo sơ mi tay ngắn và bán giá là rất là rẻ để cho anh em mua. Anh em nào mà mua được cái video này thì ngon nha mọi người. Bán giá lâu lâu bán giá rẻ một lần nha. Thì mã số 1 nè. Mã số 1 anh em nhớ nhìn kỹ số đo rồi mình hãy mua, chứ đừng có gấp nha. Vai 44, eo 49, chiều dài là 73. Có 5 cái, mình đón khoảng tầm 55kg mặc vừa, giá 250. Anh em phải đo cái áo anh em đang mặc coi có vừa với cái thông số mà mình vừa đọc hay không, rồi mình hãy chốt hàng nha mọi người. Vai 44, eo 49, chiều dài của áo là 73, mình đón là khoảng tầm 55kg. Nhiều khi anh em cứ nhìn theo số ký anh em mua cái mặt không vừa. Mấy áo này thì hình thức nó cũng còn khá nha mọi người. Hàng đã qua sử dụng, về anh em giặt lại rồi ủi lại một cái là mình mặc được rồi. Là ngon lành đây ha, về giặt ủi lại một cái là có áo để mặc ngon lành. 5 cái chỉ có 250.000 thôi nha mọi người, bán giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn rồi. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Hình thức thì mình thấy nó cũng còn khá là ok đó, hàng đã qua sử dụng như thế này thì ngon lành này. Áo này cái hiệu xịn nè. Thường thường ví dụ anh em mua mấy chỗ khác thì nó lựa mấy áo như thế này nó bán một cái cho anh em thôi là 150.000 rồi. Do đó anh em mua combo á, nhiều khi ví dụ nó đứt nút hay gì đó thì về anh em lấy cái nút xe cua anh em đơm lại nha. Lỡ có đứt nút thì lấy nút xe cua ở dưới này nè, mình đơm lại. Như cái áo này thì không có thì mình lấy cái áo khác. Thường thường nó có hết trơn à, nhưng mà đôi khi có những cái cũng không có nút xe cua. Thì cách đo thì nãy giờ mình quên, vai là đo chỗ gắp tay nè, qua chỗ ráp cái tay bên đây ha. Còn eo á, eo là dưới nách khoảng tắc gửi, là anh em đo gan dùng dùng nè, rồi anh em đo từ đây qua đây là eo ha, căng ra đo là eo. Còn chiều dài của áo thì đo từ cái chỗ ráp cái cổ nè, đo xuống dưới đó. Rồi mã số 1 là 250.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã số 2, vai 44 đến 46. Vai thì nó có chênh lệch nhưng mà eo thì nó tương đương với nhau.
44 đến 46, eo là 52, chiều dài của áo là 75, có 6 cái nè, 6 cái. Mình đó anh em khoảng tầm 60kg mặc vừa, giá 300 ngàn. 60kg mặc vừa, có khi hơn 60kg mặc cũng vừa nữa. Giá 300 nha. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mua combo thì nó có xấu có đẹp, nhưng mà được cái là nó rẻ. Nhưng mà mình mua hàng này là hàng người ta đã lựa, đã tuyển rồi. À, đã lựa đã tuyển rồi cho nên là cái xác suất mà bị lỗi là nó thấp cực kỳ luôn. Có thể lâu lâu thì nó có một cái áo đứt nút thôi. Lâu lâu nó có một cái áo đứt nút thôi mọi người, chứ hàng này là mình mua là cái hàng mà giá cao nhất trong cái shop người ta bán này. Ví dụ như cái áo này nè, là anh em mua mấy chỗ khác thì là bán cho anh em 150 ngàn cái. Cho nên là anh em mua combo như này là rất là rẻ. Lựa ra 250 này, lựa ra hai cái là đủ vốn rồi. Hai cái mình mặc ưng ý nhất là đủ vốn rồi mọi người. Và đa số là nó có hiệu không rồi nha. Ít có cái nào mà không có hiệu lắm. À, vai thì có thể là nó chênh lệch, còn eo thì mình lựa nó cũng tương đương với nhau, cho nên là anh em rất là dễ mặc. Rồi tiếp theo tới mã số 3. Mã số 3 là 250 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Vai 46, eo 54, dài 75, 5 cái. Mình nói anh em khoảng tầm 65kg mặc vừa, giá là 250 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Clip này là nó rẻ, cho nên anh em nào mà xem được thì tranh thủ nha. Xem được thì tranh thủ nha mọi người. Đó, đa số là nó có hiệu hết rồi. Để size XL nhưng mà nó cũng nhỏ chứ nó không có to mọi người. Hiệu. Hiệu này là luân đôn luôn này nha. Cái áo nó mỏng. Nhưng mà thương hiệu của nước Anh luôn á, chứ không phải là thương hiệu thường đâu nha mọi người. Mã số 3 giá 250 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là vai 46, eo 53, dài 75, 5 cái. Mà đó anh em khoảng tầm 65kg mặc vừa, giá 250 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Để mình nhắc lại cái cách đo để thôi, nhiều khi anh em xem mà anh em tua nhanh thì anh em không có thấy, nên mình nhắc lại. Nhớ nghe, giá đã bao phí vận chuyển và anh em mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì anh em được giảm 30 ngàn đồng nha, nhớ nha. Cách đo thì vai là chỗ ráp tay đây, qua đây là vai. Còn chiều dài áo là chỗ ráp cái cổ nè, chỗ dưới này nè, đo dài xuống dưới. Còn eo á, eo là dưới nách khoảng tắc rưỡi, gan dùng nè, từ bên đây đo qua tới đây. Đó. Là cách đo là như thế. Anh em phải đo cái áo anh em đang mặc so với cái số mà mình đọc á, rồi nó có vừa hay không, rồi anh em phải mua, chứ đừng có nghe cái số ký mà mình đoán rồi anh em mua về mà không vừa thì nó uổng lắm nha. Đó, cái nào có đứt nút thì anh em về đơm lại, lấy nút xe cua á mình đơm lại. Nhưng mà nó ít đứt lắm mọi người, lâu lâu mới gặp một cái chứ không phải là nó đứt nhiều. Nhưng mà mình nhắc chứ không phải nhiều anh em khó tính là cái mua về cái mình bắt bẻ tại sao mà đứt nút. Đó. Đứt nút thì đa số áo là nó có nút, ví dụ cái áo này nè có nút sơ cua ở đơm dưới đây nè, để dành cho mình có đứt nút để mình thay á. Tiếp theo là tới mã số 5 nè. Mã số 5 này còn rẻ hơn nữa nè. Mã số 5 là 8 cái nha mọi người. Vai 46 đến 47 nè, eo 56, dài 73, 8 cái. Mà nó đang khoảng tầm 70kg trở lại mặc vừa, giá là 350. 70kg trở lại mặc vừa, giá là 350 ngàn nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, tới 8 cái mà có 350 rồi nha mọi người.
tranh thủ nha. Nói về bán mấy cái áo này là mình đảm bảo với anh em là không có chỗ nào bán giá mà rẻ hơn mình đâu. Bình thường là một combo mình bán là 300.000, là hôm nay là chỉ có 250.000 thôi nha mọi người. Cái thứ hai nè, hình thức nó thì ok không à, không có nào tệ chứ. Thương hiệu của anh nè. Thương hiệu này là thương hiệu của Pháp vậy nè, về giặt ủi lại. Mấy này là áo jean, quần jean không mọi người, mấy cái thương hiệu này. Nó thương hiệu nó có tiếng chứ không phải là thương hiệu dởm. Nhiều cái áo hiệu xịn xịn mà tại mình không biết. Nhưng mà cũng không quan tâm, quan trọng là bán cho anh em mà có lời chút đỉnh thì mình bán mà, chứ không có nhiều. Nhiều khi mua một cái áo này nó dính mấy cái lỗi là bắt đầu là bán là không có lời luôn. Nhưng mà lâu lâu bán một cái giá cho nó rẻ để anh em mua. Tiếp theo là tới mã số 6 nè. Mã số 6 là vai 48, eo 56, dài 77, 5 cái. Mình đó anh em khoảng tầm 70kg mặc vừa, giá 250.000. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 250, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Áo hiệu CK luôn nè. Không phải CK mà là AK mà, chứ không phải CK. Nó làm giống CK. Nè, thương hiệu là thương hiệu lớn luôn nè. Mà nó có gì ở dưới đây nè, USA gì hình đúng. Cái này chắc của một cái cơ quan gì đó mọi người. Áo này còn đẹp lắm nè. Áo còn đẹp lắm. For men. Tiếp theo là mã số 7 nha. Mã số 7 là vai là 47 nè, eo 57, dài 78, 5 cái. Mà đó anh em khoảng tầm 70kg mặc vừa, giá 250, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Giá đã bao phí vận chuyển, mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì được giảm 30.000 đồng. Nghĩa là ví dụ anh em mua một mã áo là 250 đi, hai mã là 500. Là anh em chỉ trả có 470 à. Mà nếu mua 3 mã thì tiếp tục là 470 với 250 là 502 là cộng 47 với 202 là 690 nè. Ba mã trả 690.000. Từ sản phẩm thứ hai trở đi thì được giảm 20.000 đồng. Đó, nhiều cái vậy đó, nó giảm vậy đó. Cái có một số anh em hỏi mua hai món, ba món mà lỡ mà hết một món là không mua á. Ví dụ hỏi ba mã nha mà trong đó hết mã không mua. Hộ vậy đó. Nhiều gái cũng vui lắm mọi người, thay vì thì mình hết mã thì mình mua hai mã mà không chịu đâu. Không mua, phải đủ 3 mã mới mua. Bán hàng thấy vậy nhiều gái nó cũng vui lắm mọi người. À, nhớ nha, cách đo là vai là từ bên đây qua bên đây, chỗ ráp cái tay vô đó. Chiều dài thì chỗ gáp cái cổ đo xuống dưới, còn eo là dưới nách khoảng tắc rưỡi, dưới nách khoảng tắc rưỡi, gan dùng dùng đo qua. Tiếp theo là tới mã số 8. Mã số 8 là vai 49, eo 58, dài 78, có 9 cái luôn nha mọi người, 75kg mặc vừa, đón thôi nha, anh em phải đo. Giá 400.000, 9 cái giá 400, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 9 cái 400k, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, mua nguyên combo này mặc nguyên năm luôn. Nguyên năm luôn mọi người. Mua combo mặc giáp năm luôn, năm sau mua tiếp. Hiệu xịn nè,
Phua Cô Tông. Hiệu này là thấy nhiều lắm mọi người, mà những cái hiệu này là áo nó còn đẹp đẹp không. Lỡ nó có đứt nút thì lấy nút sơ cua mình đơm nha. Ví dụ như cái áo này nút sơ cua đây nè. Đó, mình cắt, mình đơm lên trên. Mario Valentino. Áo một màu này thường thường là nó đẹp lắm. Đây nữa nè, ghi nữa nè. Hiệu này là hiệu hình như con cá cái gì, con gấu hay sao. Ten nữa nè, Phua Cô Tông nữa nè, giống mà lúc đầu hồi nãy mọi người. Thường thường mấy cái áo mà nó có cái này nè, là một là áo nó còn mới, còn đẹp, hai là cái áo hiệu. Nhưng mà cái áo này không thấy hiệu, tức là cái vải nó còn đẹp đó mọi người, là nó mới có cái đó. Made in Cambodia, 100% cô tông, sản xuất tại Campuchia. Tiếp theo là tới mã số 9. Vai 49, eo 60, dài 80, 8 cái, mình nói anh em khoảng tầm 75 đến 80 kg mặc vừa, giá 350, bao phí vận chuyển cho anh em luôn, giá 350 ngàn nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mua 8 cái này mặc nguyên năm luôn. Nhớ nghe, giá đã bao phí vận chuyển, mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì được giảm 30 ngàn đồng nha mọi người. Đó, 8 cái này là mua là mặc nguyên năm luôn. Về giặt ủi lại. À, 8 cái có 350 rồi, mình lựa ra 3 cái là đủ vốn rồi. Cái áo thương hiệu của anh, có lá cờ anh luôn nè. Ba cái là đủ vốn luôn. 100% cô tông. Thường thường mấy áo hiệu này mình để ý là hình thức nó còn đẹp đẹp không à. Này hàng Mỹ nè. Mấy hiệu này hiệu lớn không rồi. Giặt ủi là cái là có áo mặc. Áo một màu, màu xám xám này thường thường nó còn đẹp quá. Đây. Cái hiệu hồi nãy của anh đó mọi người. Thương hiệu của London đó. Anh em mua combo thì nó có xấu có đẹp, nhưng mà à, trong combo đó mình lựa ra 2-3 cái là đã đủ vốn của mình mua rồi. Đây, mã cuối cùng của áo là mã số 10. À, thường thường là trong một buổi mà bán áo á, thì sẽ có một mã là rẻ hơn bình thường nha mọi người. Mã này đây. Vai 49 tới 52, eo 62, dài 78, 6 cái. Mình đón anh em khoảng tầm 85 kg mặt vừa, giá là 200 ngàn. 6 cái mà có 200 rồi nha. 6 cái đáng lẽ là 300 nữa mà bán có 200 ngàn. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Áo này thì nó to. New York nè. Này câu lạc bộ Rum gì đó. Hai cái này cũng còn đẹp nữa nè. Ba cái, mấy cái một màu là nó còn đẹp đẹp không à. Cái thứ tư nè, Harry Cotton. Cái thứ năm này đẹp mà nó không có túi, nó đẹp lắm mà nó không có túi. Cái thứ sáu nè, hiệu cháp nè, 55% cô tông, 45% là polyester, made in là Thái Lan. Rồi, mã số 10 là chỉ có 200 ngàn thôi nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em nhớ là giá đã bao phí vận chuyển và mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì anh em được giảm 30 ngàn đồng nha. Do đó trong một clip anh em có thể chốt nhiều mã.
để mình được lợi nha mọi người. Tiếp theo là mã số 11. Tới máy này đủ điện rồi, để mình lấy cái ổ điện ra. Mã số 11 giá 200.000 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, mấy cái cục này anh em nào biết là về là ngon lành, là cục này cục húp mạng hay gì á. Mình không có rành của con Elecom nè. Mình không có gành này. Anh em mua về nghiên cứu nha. Đó, nó có một lỗ ghim nguồn nè. Rồi mấy cái lỗ mạng nè. Còn nút này nút reset nè, còn nút này nút gì không biết. Đó, xịn sò lắm, nó có 2.4G, 5G nữa nè, nút power nè. Nó trong hộp như thế này. Và ở dưới này thì nó có gì đây, dây cáp nè. Cáp có bấm hai đầu rồi nè. Cáp này cáp xịn nha mọi người, cáp của Nhật nha, hàng này hàng Nhật 7 chứ không phải hàng mới nha. Rồi cục sạc nè, cục nguồn á, cục nguồn này thì nó xài được điện 100 đến 240V là xài được điện 220 của mình nè. Nguồn là 12V. Đó, ghim test cho anh em xem nha. Còn cái này là mình không biết gắn chỗ nào luôn. Cái này là cái chân của nó hay gì đó. Thì có gì anh em nghiên cứu thêm nha. Cái chân của nó vậy mọi người. Dạ anh em nghiên cứu thêm, chỉ có 200.000 thôi nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Để mình cắm nguồn cho anh em coi nè. Lên đèn nè, cắm cái nó lên đèn nè. Đó, chớp 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 mọi người. Rồi đèn ngoài trước này nó đèn power nó cháy nè. Đó, rồi anh em về nghiên cứu thêm nha. Ví dụ cái này mà về mà anh em xài được là đồ xịn đó, nó ngon lắm. Nếu mà đồ Nhật mình mua mấy cục này mới là tiền triệu không. Rồi, giá 200.000 mã số 11 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Bán anh em 200.000 chứ cái cục nguồn này á, là anh em đi mua là cũng 100.000 rồi, đâu có, không có bao giờ mà dưới 100.000 mà anh em mua được cục nguồn này chứ. Cục nguồn xịn. Dưới 100.000 là không bao giờ mua được. Tiếp theo là mã số 12, giá 250.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái hộp này thì cũng không biết là cái gì luôn, nó để bot nè. Bot cộng, lin bot cộng. À, theo mình đoán là chắc cái cục bot mà để kết nối với tivi nó thành tivi thông minh hay gì đó, không biết phải không. Nó có mã vạch nè, để mình quét thử nè. Quét nó ra nè, 9.680 yên, tại mình không biết xài như thế nào cho nên bán rẻ cho anh em. 9.600 là nó khoảng 1.800.000 tiền Việt, hơn 1.800.000, 1.900.000 tiền Việt á. Nó để là húp 1.000 gì đó, thì về anh em nghiên cứu thêm húp bot thì khả năng là mình đoán là nó kết nối với tivi vậy mọi người. Anh em nào trong nghề thì nhìn cái là biết rồi, giá chỉ có 250 thôi nha. Nó còn sách hướng dẫn sử dụng nè. À, sách hướng dẫn sử dụng anh em về anh em dịch anh em nghiên cứu. Cái này là nó giống như con chuột vậy mọi người. Không biết phải không? Nó có hai cục pin của nó luôn nè. Cục pin này cục pin của Nhật nè, mà không biết còn pin không nha. Không biết là còn pin hay là không. Và cái này không biết có xài được hay không. Mình để cục pin vô y thinh cho anh em về. Anh em có gì anh em mở ra nha. Đó, nó giống như là con chuột vậy mọi người. Triệu mấy á. Rồi cục nguồn nè, 250 cho cục nguồn này. Anh em đi mua là từ giá 200.000 cục nguồn xịn này nè. Để mình coi nó xài được nhiêu. Nên là mấy cái này nó rẻ lắm. Cục nguồn này xài được điện 220, nguồn này nguồn 5V 3A, 5V 3A. Đó, cục nguồn xịn này mà khi mà cần á, đi mua là 200.000 á. Mấy cục nguồn mà bự này nè. Rồi cái nhân vật chính nè. Nhân vật chính là nó có xài USB nè, nguồn nè, LAN nè, HDMI nè. Nó có cổng HDMI là khả năng là kết nối với tivi hay máy vi tính gì đó. DC 5V 15W. Rồi nó có số gì 2013 gì cũng đó. Về anh em nghiên cứu thêm nha. Để mình cắm nguồn cái cho anh em xem. 5V nha mọi người.
Nguồn này mình chưa cắm luôn á. Cắm nguồn nè. Đèn power cháy nè. Rồi. Chỉ biết vậy thôi nha. Anh em mua về mò thêm. Tại mấy cái này mình không có rành mọi người. Chứ phải rành là cắm vô tivi để mình nghiên cứu thêm. Có 250 thôi nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã đó là mã số 12 nha mọi người, 250.000 nha. Anh em chốt hàng nhớ chốt đúng mã thì mình giao mới đúng hàng cho anh em được. Giá đã bao phí vận chuyển, mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì anh em được giảm 30.000. Mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì được giảm 30.000. Mã số 12, 250.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là cái này là mình, nó có mã vạch mình quét rồi, là giá nó bán khoảng tầm 680 yên, là khoảng trăm mấy chục ngàn tiền Việt à. Khoảng 130-140 ngàn tiền Việt à. Mình bán anh em 100 ngàn nè. À, đồ Nhật nha mọi người. Mã số 13 giá 100 ngàn. Cái quạt này quạt cầm tay. À, mình muốn xài thì mình xài cắm nguồn trực tiếp á, thì mình cắm vô máy vi tính hoặc là cắm vô cục sạc điện thoại là cắm nguồn trực tiếp. Còn xài pin á, là pin nó không phải pin sạc nha, pin là mình phải thay pin. Nó có cái sách hướng dẫn nè, nè cắm nguồn trực tiếp nè, máy vi tính nè, nguồn nè, cắm qua đây. Nó có sách hướng dẫn sử dụng. 100 ngàn nha, quạt hàng Nhật Bản chứ không phải hàng mới nha. Mình có tặng cho anh em hai cục pin luôn đó. Nó khuyên là phải xài pin xịn gì đó, nhưng mà có pin xịn đâu mà xài. Tặng anh em hai cục pin luôn, bấm vào giữ nè. Đó, nó có 3 cấp độ. Cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3. Rồi nó hướng dẫn là mình lấy cọng dây này nè, mình vô đây rồi mình đeo lên cổ luôn cũng được nữa. Đó, đeo lên cổ cũng được luôn nha mọi người. Về trong sách hướng dẫn này nó có nghiên cứu về, anh em mua có 100 ngàn à, về nghịch chơi nha, tại mình có một cái mà đâu có nhiều đâu. Hàng nội địa Nhật, giá 100k, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em mua về nghiên cứu, cái đó nó cũng dễ, hết pin thì mua pin thay. Còn cái này là này trước chứ, này mã số 14 nè. Mã số 14, 250 ngàn. Cái chảo mọi người, chảo làm bánh, cái khung làm bánh á. Khuôn làm bánh nha, 250 ngàn. Quét mã vạch là nó bán tới 600 mấy lần. Mình bán anh em có 250 à. Anh em thích xài hàng nội địa Nhật là cái gì? Hàng cũ á. Là thứ nhất là mình xài được hàng hiệu với giá rẻ, mặc dù hàng đã qua sử dụng nhưng mà nó còn xài được, giá nó rẻ. Chứ hàng hiệu mà mình mua mới mà mua giá đúng giá nó mình đâu xài đâu nổi. Do đó anh em thích xài hàng nội địa Nhật, hàng bãi là nó vậy đó. Mua được hàng hiệu, hàng xịn với giá rẻ để mình về mình xài. Cái khuôn nó đơn giản gì đó mọi người, nhưng mà 600 mấy chục ngàn á. Để mình quét liền cho anh em xem nè. Quét nó hơi mất thời gian nhưng mà nói nhiều khi anh em không tin. Để mình quét để cho anh em xem. Tìm nè. Nè, 730 mấy ngàn cộng thuế, 900 mấy chục ngàn, 900 mấy chục ngàn đó. Nè, ở Việt Nam mình cũng có bán luôn nè, 900 mấy chục ngàn, 900 mấy chục ngàn cộng thuế, là chưa có thuế đâu mọi người đó. Mình bán cho anh em có 250 ngàn rồi nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Một cái khuôn làm bánh chống dính, sản xuất tại Trung Quốc này nha. Nó nhỏ,
Nó nhỏ xíu mọi người, chiều ngang là 15 nè, nó vuông á. 15 còn chiều này chắc nhỏ hơn nữa, chiều này khoảng tầm 13.5. À, nó có cái đồ gài nè. Mở đồ gài ra nè, mở ra. Đó, mình có thể làm cái bánh mà ở chợ nó đang bán hot nè mọi người. Mình đổ một lớp bên đây là nó làm như bột bánh rán Doraemon đó, đổ một lớp xong để trứng để chà bông đồ lên. Bên đây cũng vậy, đổ một lớp đây để trứng, nó để trứng bên nè, xong rồi kẹp lại. Mà cái này thì nó hơi to, cái khuôn kia thì khuôn hình bầu dục. Ở đây hướng dẫn sử dụng nè. Đó, về anh em nghiên cứu thêm nha. Giá nó chỉ có 250, nó còn mới luôn á. 250.000. Về mình nghiên cứu mình làm được rất nhiều loại bánh. Khuôn làm bánh giá 250. Ở Việt Nam cũng có bán luôn 900 mấy chục ngàn. Mấy cái mà có mã vạch á, mình quét cái nó ra. Còn có những cái có mã vạch nhưng mà nó đời cổ á, là mình quét nó không có nha. Còn cái này là tìm kiếm nó tới 1.000.000 mấy, là 1.600.000. Bán em có 300.000. Anh em nào mà thương vợ hoặc là có người yêu mà nhà có xài điện 100V đó, mình mua cái này về tặng vợ hoặc là tặng những người phụ nữ thân yêu nha. Mã 15 giá 300.000. Mình mua mấy cái này xài ngon lắm mọi người. Khi mà gội đầu rồi đó, mình chải tóc cho tóc nó khô. Nhưng mà mấy cái máy của Nhật nó sản xuất ra thì nó xịn, có một cái là nó sử dụng cho tóc, nó không có bị rụng tóc, nó không có làm khô, không có làm sơ tóc. Còn mình xài những cái thiết bị bình thường mình mua 100-200 ngàn á, là nó sơ, nó rối tóc, rồi nó làm rụng tóc nữa. Còn cái này là nó không có làm khô tóc. Điện 100V nha, AC 100V, công suất có 60W á, công suất khá là thấp. Cho nên là mình xài cục nguồn nhỏ cũng được, mình mua cục nguồn nhỏ khoảng 150-200 ngàn để mình xài được. Còn nhà anh em là có xài thiết bị 100V nhiều thì mình mua luôn cái ổng áp. Ổng áp cũ thì chừng 1.000.000 ngoài là xài được rồi, còn không thì mua cục nguồn. Cục nguồn 2000W thì cũng khoảng 800 ngàn của Liwa. Điện 100V nha, ghim xong nè. Rồi bấm vào giữ nút nguồn nè, nó lên nè. Nhiệt độ mặc định của nó là tới 230 độ C là mình giảm xuống nè. À, giảm xuống thấp nhất là 170, cao nhất là 230. Nó rất là nóng luôn nha mọi người. À, ấm ấm rồi nè, rất là nhanh luôn. À, khi nào nó đủ độ là nó sẽ đứng đèn. Nó đủ độ nóng là nó đứng đèn nha mọi người. Nóng rồi nè. Rồi giá của nó là 300 ngàn để mình tìm kiếm cho anh em xem nè. Đưa cái giá cho anh em xem, giá cao lắm. Nè, tìm được nhóc hết rồi, cái này giống hiệu nè. À, mình nên xài mấy cái công nghệ này mọi người. Mấy cái công nghệ này. Để mình đảm bảo cái sức khỏe. 3.000. 3.000 là 3.000 là 600 mấy chục ngàn. Tùy theo chỗ bán, có chỗ nó bán tới 1.000.000 mấy là. Để mình tìm có chỗ 1.000.000 mấy nè. Cái này nó không đúng hiệu. Đứng đèn nè, là đủ độ rồi nè. Để em tắt, để em tìm cái đúng hiệu của nó. Mấy cái 3.000 mấy trăm miên là hàng đã qua sử dụng nha mọi người. Còn hàng mới là mình tìm nó là tới tính ra tới 1.600.000 lần á. 1.600.000 tiền Việt lần. 3.000 này là hàng đã qua sử dụng, nó có để nè. Ngày 28 tháng 6 hàng 14 luôn nè. 3.200 là cũng 640 rồi. Là hàng đã qua sử dụng đó nha. Mà mua tại Nhật á. Còn hàng mới nó tới 1.600.000 lần. Nè, trang này nó bán hàng mới nè. 8.000 yên nè, là 1.600.000 mọi người. Giá mới nó vậy đó. Rồi qua mã nha, mã này mình bán là chỉ có 300.000 thôi, mã 15 nha mọi người, 300.000. Tại hôm trước mình có bán cây mà nó còn nguyên hộp á. Là có mã vạch, mình quét cái ra là 1.600.000 mấy luôn, khỏi kiếm. Tiếp theo có hai kèn harmonica này nè. 21 tông. Cây này là nó để hiệu Suzuki, không biết phải hiệu không hay là nó đó Suzuki Music đó.
Made in Japan, sản xuất tại Nhật luôn. Giá 500 ngàn mấy cây kèn này á. Là mình thấy người ta bán không có cây nào mà dưới 900 ngàn hết trơn mọi người. Không có nào dưới 900 ngàn. Từ 900 cho tới mấy triệu bạc cây không. Tùy theo cái hiệu Suzuki. Đó, cây này là 21 tông. Mình bán cho anh em hình thức nó còn cũng khá nha. 500, mã 16, giá 500. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Để mình thổi về đường, về có gì anh em vệ sinh lại anh em hãy xài nha. Mình không biết thổi, mình chỉ thổi nó tò te thôi nha mọi người. Ai mà biết thổi là cực kỳ hay luôn. Anh em có thể mua về cho con mình nó đi học rồi cũng được nha. 500. Còn cây này nó còn hợp. Tombo cũng 21 tông luôn. 550. Mã 17. 550. Anh em nào có điều kiện thì mình rút nguyên cặp luôn. 550 nha mọi người. Kèn harmonica này đó. Cây này là Tombo. 21 tông luôn nè. Nó có để nè. Hình thức thì còn cũng khá nha. Harmonica Tombo. Thổi là mình không biết thổi như thế nào, tại mình thổi đại vậy thôi mọi người. Lát nó hụt hơi giá của nó 550 nè, hỏi lát là hụt hơi luôn, chịu không nổi. 550 ngàn, giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 500 và 550 nha mọi người. Tiếp theo là mã 18, 650. Cái đồ đánh bốc theo nhạc nè, đánh bốc theo nhạc mình treo lên tường cũng được, hoặc là để dưới, mà sử dụng đúng của nó là treo trên tường nha mọi người, treo trên tường. Giá 650 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Black. Yeah. Màu đen. Nó có một cái găng tay nè. Găng tay này không biết trẻ em hay người lớn xài nữa. Rồi nó có mấy cái này, mấy cái gì này không biết nữa. Rồi cái này chắc hàng đã qua sử dụng đó mọi người. Không phải qua sử dụng đâu, nhưng mà mình thấy khi mà khui ra thấy bụi không à. Rồi mình vệ sinh nó sạch sẽ rồi. Tại vì nó nếu nó đã qua sử dụng thì nó đã dán lên tường rồi. Hoặc là cái này người ta để, người ta đấm thử đó. Nè, nó vậy á. Lúc mình khui ra thấy nó dơ lắm. Giá 650 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái này là sạc pin. Khi pin hết mình sạc đây nè. Chui là chui Type-C. Ví dụ mình ghim cái chui sạc vô nè. Khi hết pin là mình ghim vô mình sạc. Đó. Nó đang sạc, nó báo đầy nè. Full là đầy nè mọi người. Đó. Rồi. Thông số của nó. Nó kết nối Bluetooth. Kết nối được Bluetooth với điện thoại luôn nè. Power là 5W. 3.7V. Cái này nó nặng 2kg đến 2,5kg. Kích thước nó là 40-40 x 5,8cm. 5,8 là lên, còn 40 là cái đường kính của nó là 40 á. Sạc thì sạc bằng cục sạc điện thoại, nó để 100 đến 240V là đúng rồi nè. Rồi pin nó là pin 3.7V. Rồi nó có vậy thôi, rồi xài thì nó có cái lớp keo ở đây nè. Mình lột ra mình dán lên tường hay gì đó. Đó, lột ra dán lên tường. Cái này nó chưa lột luôn. Xài thì mình muốn kết nối điện thoại thì mình bấm nè. Nhắn giữ. Cái chỗ này nó chưa lột ra luôn nè. Đó, nhạc đó. Nhạc mà mình sợ nó dính bản quyền đó, cho nên là không có dám để. Còn bên đây là hình như là hẹn giờ hay sao nè. H01 hay là chuyển chế độ gì đó. Cái này về anh em nghiên cứu thêm nha.
H7, H8, 9, 1 tới 9. Cái này mod này là chuyển chế độ hay gì nè. Đó. Bluetooth mail là bắt đầu mình nó chuyển qua chế độ kết nối với Bluetooth rồi đó. Thì mình mở Bluetooth lên nè. Cái tên Bluetooth của nó là nó có chữ Bluetooth luôn nè. Là mình kết nối nè. Đó. Mình không sử dụng nhạc ở trên đây thì mình mở nhạc ở trong này. Mà mình không có mở nhạc được, nó dính bản quyền cho nên là không có mở được. Để mở cái này vậy nè. Này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tiệc trà. Đó. Đây là hình thức tiếp xúc đặc biệt được hình thành và duy trì trong nhiều chuyến thăm cấp cao này. Rồi giá đó là 650 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mình xài là mình treo lên tường xong mình đấm nè, đấm theo nhạc. Ví dụ cái này nè, đấm nè là nó lên một cái nè, thấy không? Còn mình đấm hụt là nó không tính nè. Giờ nó chớp đèn đâu, bấm đó, đó 3 đó. Đấm nè, dính là 4 nè, 5 nè. Đó, đấm. Nó chớp đèn chỗ nào là mình đấm chỗ đó. Mình bấm qua chuyển qua chế độ là nó có nhạc nè. Đó. Nó có nhạc nhưng mà mình sợ nó lâu quá nó dính bản quyền. Rồi tắt là bấm giữ nó tắt nè. Rồi nó đơn giản vậy thôi. Để dành tập thể dục, mua để dành tập thể dục theo nhạc cũng được nha. Giá chỉ có 650 ngàn thôi, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mấy này mình thấy trên Lazada rồi nó cũng có bán rồi mà nó nhiều giá lắm. Giá từ 1 triệu 1 triệu 2, 1 triệu 3 rồi 600, 700, 800 cũng có, nó rất là nhiều giá. Nó tùm lum giá chứ. Nhưng mà đa số là nó để hàng hợp giống gì nè. Là nó 1 triệu mấy nè. 1 triệu 2 đó. Rồi mã 18 là 650 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Bỏ miếng giấy này vô để em thôi quên, mà miếng giấy đó nó cũng không có tác dụng gì đâu mọi người, tại cách sử dụng của này nó cũng đơn giản. Rồi tiếp theo là tới cái mã 19 nè. Mã 19 cái máy này nó nặng cả cái hộp luôn là 4 kg, còn cái bản thân máy chắc cũng 3 kg mấy. Mã 19 giá 1 triệu nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái máy làm kem, hàng nội địa Nhật, hàng nội địa Nhật, máy làm kem nha mọi người. Là nó nặng như lắm, xài điện 100V, hàng Nhật anh em cũng biết đó, nó xài điện 100V nha. Quét cái mã vạch cho anh em xem nè, giá là 1 triệu chẳng nha mọi người. Ở Nhật nó bán tới 2 triệu mấy lần. Anh em nào thích thích kem, thích ăn kem, hoặc là con mình nó thích ăn kem đó, thì mình nên mua cái máy này về để mình làm cho nó đảm bảo sức khỏe nha mọi người. Mà lâu lâu gia đình tập trung làm cũng vui nữa nè. 13.200 yên, 13.200 yên. Còn máy ở đây không phải sản phẩm, nó là 13.200 yên nè. 13.200 yên là nó tương đương dưới là 2.600.000 rồi mọi người, khoảng 2.600.000 tiền Việt rồi. Mà ở Nhật đó chưa có phí vận chuyển gì hết á. À, nó làm kem bằng trái cây, tức là trái cây tươi, trái cây ví dụ trái chuối, trái dưa hấu, trái mãng cầu, trái gì đó. Anh em để vô tủ đông cho nó đông cứng, rồi mình để vô cái máy này cho nó xay. Nó ra là kem nè, chuối nè, nho nè, gì nè, đó. Cà chua nè. Nó đông cứng rồi máy này nó nghiền ra thì thành kem như thế này. Như này là trái dâu nè, trái kiwi nè, rồi này trái gì không biết, cà gót rồi nè, để nè, đó, à, nhận về là ưng ý liền nha mọi người, nó nặng, nó đẹp lắm, cái này nó mạ lớp bên ngoài nhựa mà nó mạ bóng giống như inox nữa, rất là đẹp, cầm lên nặng tay lắm nha mọi người. Bản thân cái máy không để mình căng thử nó nhiều.
gần 2,7 kg á, gần 2,7 kg, là thêm cái này nữa là chắc bản thân máy không là 3 kg mọi người. Sản xuất tại Trung Quốc nha, nhưng mà nó sử dụng cho thị trường nội địa Nhật nha mọi người, có chữ BSE nè. Điện 100V, công suất 250W, cũng nhẹ điện nha. 250W. Đó, cái máy nó nút bật tắt nguồn ở dưới đáy nè, quá đẹp luôn mọi người. Làm kem thì nó đơn giản. Bây giờ anh em nghiên cứu cái mình lên YouTube mình coi, hoặc là mình nghiên cứu cái sách hướng dẫn sử dụng đó. Nè, đẹp không? Còn cái này gáp vô thì trước tiên là phụ kiện của nó gồm có nè, mình mở ra dặn ra nha. Phụ kiện là một cái gon nè. Đó, này ron nha. Cái thứ hai nè, lưỡi dao nè. Đó, mình để cái này lên đây. Rồi phụ kiện thứ ba là cái này, phụ kiện thứ tư là cái cây đẩy xuống, là nó có 4 phụ kiện kèm theo. Trong cái sách hướng dẫn nó, anh em lật ra nó cũng có để y chang vậy đó. Rồi mình để đúng khớp thì mình dặn lại. Dặn lại rồi gáp vô thì nó quay đứng lên nè. À, ở đây nó có cái ngàm nè. Ở đây nó có cái ổ khóa mở nè, ổ khóa đóng nè. Thì mình đưa cái ngàm này đúng vô đó. Đưa ngàm đúng vô cái lỗ. Ở dưới nó cũng có mấy ngàm nữa. Đây cũng có ngàm, bên đây cũng có ngàm nữa nè, thấy không? Ba cái ngàm vô ngay ba cái lỗ. Rồi mình dặn ngược chiều kim đồng hồ là nó khóa lại. Dặn thuận chiều là nó mở ra, ngược chiều nó khóa lại. Đó, rồi thì bỏ trái cây vô, trái cây mà để tủ đông ngăn đá hả? Xong rồi thì này ép xuống là bập. Cắm điện. Điện 100V nha mọi người. Anh em nhớ là xài điện 100V, nó còn mới chưa xài luôn, có 1 triệu rồi nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn, quá đã luôn mọi người. Nè. Đó. Mình để cái ly hay cái gì đây mình hứng. Để ly hay gì đây mình hứng. Quá đã. Giá 1 triệu nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Máy còn mới chưa xài luôn. Khỏi đi qua Nhật mua, mình mua ở đây mà giá còn rẻ hơn qua Nhật mua nữa. Nếu mình qua Nhật mua là 3 triệu chưa mua được mua. Nội sách hướng dẫn không là nó cũng rất là xịn luôn nữa. Sách hướng dẫn không là nhìn cái cuốn sách không là thấy uy tín này. À. Đó, về anh em nghiên cứu thêm nha. Qua mã nha mọi người, mã 19 giá 1 triệu nha. Tiếp theo là cưa xích mini còn 2 cây nè, mã 20 và 21, đồng giá là 850. Tại vì còn 2 cây này nó đẹp nha mọi người, mình bán này cũng nhiều lắm rồi. Mà 2 cây này là nó đẹp, đồng giá 850 một cây nha. Mã số 20 nè, 850.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái này thì anh em quét mã vạch này là nó ra, nếu quét mã vạch này là nó ra là bên Nhật nó bán tới 2 triệu mấy một cây lận. Nó bán 2 triệu mấy một cây lận mọi người. Nó có mã vạch đó. Thì mình còn 2 cây nè. Nó đẹp lắm nha. Hàng đã qua sử dụng bán thì tất cả hàng mình bán là không có bảo hành nha mọi người. Không bảo hành. Test cho anh em ok gì đó. Thì về xài hên xui nhưng mà đa số thì nó hên không à. Ít khi nào xui lắm. Này nó còn rất là đẹp nha. Đó. Hình thức nó còn khá là đẹp luôn nha mọi người. Cưa xích mini. Nó phụ kiện kèm theo là một cái che lam nè. Mình che lại nè. Rồi phụ kiện thì nó chỉ có đơn giản như thế này thôi. Là một cây vít để mình tăng chỉnh xích và một cái đồ mở. Mở đúng dây mở nè, mở ra. Khi mình mở ra rồi, mình muốn tăng xích nó thẳng hay nó dùng là mình dặn này nè. À, mở ra rồi mới dặn nha mọi người. Mở ra dặn xong rồi siết lại. Mà khi mình mở ra mình dặn rồi mình siết lại là mình kéo cái lam ra nha, rồi mình hãy siết. Mà nhớ là gáp lưỡi
vô là nó phải có độ trùng nha, chứ không có thẳng căng thẳng cứng nhắc là không có được nha mọi người, phải có độ trùng. Rồi khi anh em mua thì mình sẽ tặng cho anh em một cái lưỡi xe cua kèm theo nha, một cái lưỡi xe cua. Đây còn hai cái, một cái đó, tặng cái lưỡi này, lưỡi của Đài Loan nha mọi người. Lưỡi Đài Loan nó cũng xịn lắm, chứ không phải như lưỡi Trung Quốc mà nó tệ nha. Lưỡi Đài Loan đó, tặng kèm cho anh em cái lưỡi để đây luôn. Rồi phụ kiện tiếp theo là một cục sạc. Cục sạc này là nó xài điện 100V 21 nè, xài điện 100V nha. Còn cái cục pin là 21V. Giờ anh em muốn xài 220 thì anh em mua cục sạc khác. Còn cục sạc đi kèm của nó là mình để chung luôn. Nó đi kèm là mình để chung. Đi kèm thì nó xịn hơn, nhưng con cái nó xài điện 100V. Về muốn xài 220 thì mình phải đi mua cục khác, mà cục khác có mấy chục ngàn, người 40-50 ngàn à. Rồi kèm theo tiếp tục là hai cục pin. Đó, hai cục pin thì không biết nó cầm như thế nào, nhưng mà thực tế hiện tại là nó vẫn còn sống nha, vẫn còn sống. Giá chỉ có 850 thôi. Cục pin này nó tuột áp rồi. Cục pin này thì nó còn nè, còn đủ 4 nè. Còn cục pin này nó tuột áp rồi, nó còn có một đèn một à. Nhưng mà nó vẫn còn sống. Về ví dụ mà pin nó có hư á, thì anh em phải đóng pin lại nha, đi đóng pin lại, chứ máy thì nó còn ngon lành nè. Nè, còn 4 đèn ngon lành nha. Đó, còn cục pin này sao mà nó tụt áp rồi, để mình coi lại coi. Cục pin kia để mình cắm sạc lát cho nó lên không. Đó, giá của nó là 850 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 850, mã đó là mã số 20 nha mọi người. Mã số 20, 850. Ngoài ra nó còn phụ kiện, đó là còn một chai nhớ kin nè. Chai nhớ kin của nó. Cục pin kia để mình cắm điện cho lát nó lên không. Mà pin thì không có đảm bảo là nó cầm bao lâu nha. Về anh em hên xui. Đấy, thì mình phải đóng pin lại, thì xài nó mới ngon. Tiếp theo mã 21 nè, giá 850 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn, 850.000 nha mọi người. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn, mã 21. Cây này thì nó còn cũng đẹp nha mọi người. Cũng đẹp. Đó, hôm trước mình mở ra mình vệ sinh xong rồi cái tem nó lọt vô trong kia luôn, để y thinh luôn nha. Nó lẽ là phải lấy cái tem ra dán đây nè, nhưng mà thấy cũng không ảnh hưởng gì, thôi để y thinh luôn. Mở ra vệ sinh mà cái máy này nó còn mới chốc rồi, nó không có dính gì trong chứ. Đó, xích đồ còn ngon lành nè, đẹp nha mọi người, lam nè. Đó, cũng tặng kèm cho anh em một cái phụ kiện còn y thinh nè, tặng kèm cho anh em một cái dây xích Đài Loan. Cái che lam đây, hai cục pin nè, bốn đèn còn đủ. Cục sạc pin của nó nè. Đó, cục sạc pin để mình cắm thử nè. Đó, lên điện này nha mọi người, màu xanh này nha. Anh em sạc cắm sạc mà nó nhận là nó chuyển qua màu đỏ. Đó, là cục sạc và cục pin còn sống nè. Rồi, cục sạc và cục pin còn sống luôn nè. Trước khi gửi đi cho anh em thì mình sẽ cắm, mình kiểm tra lại lần nữa. Cắm kiểm tra lại lần nữa nha mọi người, rồi mới gửi đi cho anh em. Phụ kiện thì cũng một cái vít cây mở y chang như cái mã kia thôi. Còn máy này nó còn đẹp lắm. Ngon lành nha. Pin vẫn còn 4 cục nè. Pin vẫn còn 4 cục rồi, ngon lành, giá 850 nha mọi người. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn.
Mấy cái máy này thì nó mình xài mà quá tải là anh em thường thường biết nó bị gì không? Nó sẽ bị hư motor hoặc là nó hết than. Thì nó có hai giải pháp, một là anh em thay than, còn hai á là anh em phải thay luôn motor, mà thay luôn motor là khoảng 100.000 à. Còn cái khung này thì ngon lành. Anh em quan trọng nhất là cái lam nè, xích nè. Còn motor thì có thể thay được, còn hết than thì thay than một cặp than khoảng 10.000 à, nhưng mà mình điều quan trọng là mình phải biết cách thay. Phải biết cách thay than và thay motor thì nó dễ lắm, mua khoảng 100.000 cái à. Nó xài cái motor này nè, mình có nè. Nè, khoảng 100.000 cái mọi người. Nó motor 14 găng nha. Ví dụ xài lâu ngày mà hư thì mình có thể thay nguyên motor, khỏi thay than. Chơi sang là vậy đó. Còn thay than là mình phải cải khéo mấy cái này ra nè, mấy cái mà nó đóng xuống nè. Mình phải khéo lấy cái kìm mũi nhọn hay đó, bấm cho nó thẳng ra rồi dít nhẹ nhẹ lên rồi thay nguyên cái đít này cũng được, hoặc là thay than không cũng được. Cặp than có 10.000 à. Còn thay nguyên đít là nó tới 30.000 lận. Còn thay nguyên motor thì 100.000 lận. Rồi hôm nay có tổng số là 21 món giới thiệu đến anh em. Anh em thấy món nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988190303. Số này mình có xài Zalo luôn. Anh em có thể nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp đều được hết nha mọi người. Lưu ý là không chốt hàng qua phần bình luận phía dưới video, để mình lấy cái cục pin này mình cắm điện gây nó còn ăn, với lại cái tức là kiểm tra cho anh em coi nó còn sống không á. Nè, sống rồi mọi người. Cục này ngon lành, còn cục kia thì để mình ghim kiểm tra lại sau rồi báo với anh em sau. Rồi anh em xem video thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nha mọi người. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.